anh em mình đã chuẩn bị xong đồ rồi nhá mọi người nhá. Một con mực này, và vừa ăn lẩu là vừa ăn gỏi. Bây giờ mình sẽ chế biến cái món gỏi trước. Lặn chanh thì em lặn chanh nhé. Thật ra đây là chỗ chòi cà phê của Mao Đệ, nhưng mà ngồi đây thấy đẹp quá. Mình vào đây ngồi cho nó mát. Mọi người có nghe tiếng ồn một chút không? Tại vì bể cá thì nó sẽ hơi ồn một chút nhá, nhưng mà ngồi đây nó cái phong thủy đẹp. Đấy, đây là con mực nhỉ. Mọi người thấy to chưa? Đấy, mực mai Quảng Ninh đấy nhá mọi người nhá. Đấy, bây giờ mình sẽ lấy cái phần dày nhất của nó để làm gỏi nhá. Ai mà muốn ăn mực mai và các loại hải sản thì cứ liên hệ Phúc Hải Sản mọi người ạ. Anh em mình đã rất lâu năm rồi ăn đồ hải sản của bạn Phúc rồi. Đấy, thấy chưa? Khách hàng đó, thấy chưa? Trắng trắng trẻo chưa? Mình sẽ lấy cái phần ngon nhất này để làm mực nhá. Ai mà muốn ăn hải sản ăn làm gỏi. Ai muốn ăn hải sản thì mình để số điện thoại ở dưới, hoặc là xuống vào link Phúc Hải Sản mình để dưới comment nhé mọi người nhá. Đấy, mình sẽ lấy phần trắng như ngọc trinh này để làm gỏi. Đẹp chưa? Ngon chưa? Đấy. Ngọc trinh thì gọi là cụ. Cụ mực. Mực người ta thương hiệu đen. Anh lại đi so sánh với cả trắng. Đấy. Nhưng mà thịt nó nhìn ăn đến rồi, ăn đây nó tươi nhá mọi người nhá. Cực kỳ tươi nhá. Mực mai thì ngon nhất là phần mai, nhưng mà phần mai thì nữa anh em mình sẽ ăn lẩu, còn phần này mình sẽ làm gỏi. Không biết là có ngon như gỏi cá hồi không? Anh Thái rất mong nhai nữa. Đúng rồi. Ăn phê. Đó. Rồi mình sẽ dùng dùng khăn để thấm khô cái miếng mực này đi nhá. Giống như gỏi cá vậy, lau khô đi. Thật là tuyệt vời luôn, nhìn một miếng mực này. Mình thấy nó. Đó, đấy chưa? Nó khô thì nó sẽ đỡ tanh nhé mọi người nhá. Ngon chưa? Quá tuyệt vời luôn không? Tôi đã yêu em lâu rồi, sao em chẳng ngờ. Tuyệt vời luôn. Nào, nó đi, đưa cái bát đá vào đây cho anh. Đây. Đấy, hôm nay nhìn bát đá nó xanh điệu rồi mọi người. Người ta dùng đá răm, nhưng mà anh em mình không có đá răm, mình chơi đá cục. To gì? Đúng không? Bát đá nó thì như là cốc rồi. Này. Đáng nghe là... hôm nào mình phải thay đổi xuống ngồi giữa đợt nào mùa hè anh em mình xuống ngồi đây ngồi giữa bể cá ăn lẩu cho đẹp nhỉ. Ăn lẩu thì giật chết cái em à? Không, lại nó lại ngửa bụng quét lên lại nhặt gấp sắt gấp vào luôn. Thế mày có muốn thay đổi kia không? Thay đổi gì? Khẩu vị không? Không. Làm tí cá coi làm gỏi ngon đấy nhỉ. Để em bắt mấy con của anh lên nhé. Đó, cá thật mỏng nào. Đây nhá, một miếng này đặt vào đây, mình sẽ thái thật mỏng nhá. Sashimi mực trước, tí nữa ăn sashimi cá coi sau. Đó, thật mỏng. Trời ơi, mọi người đã thấy hấp dẫn chưa? Bữa ăn 100.000 đô. Mực mai khổng lồ. Món ăn này anh em mình đã thèm rất là lâu rồi. Tại vì xem mấy cái ông Trung Quốc ông hay làm, nhưng mà toàn làm sốt rồi chưa làm gỏi bao giờ. Anh em mình lần đầu tiên làm gỏi và ăn gỏi mực nhá mọi người nhá. Anh ơi, thế này chắc đủ rồi anh nhỉ? Thế này thoải mái rồi. Thế thôi. Đó. Mày à bỉ. Thế em mượn cái khăn thôi. Không tanh đâu nhá. Khăn em lau lau rồi. Cho nó thấm cái lạnh này đi là... Cho nó thấm cái lạnh này đi là ok đấy.
nước chanh nó xít lắm nhỉ, xít. Xít có thể rửa tay. Ờ. Đó, thấy chưa? Mình thấy mỏng. Mọi người có nhìn xuyên thấu được không? Ấy, thấy chưa? Nhìn xuyên thấu luôn. Đó. Đây. Để đấy em sợ không mát được. Mát quá đi. Quá mát luôn mày tin không? Được rồi nhỉ, làm dần ăn dần đi. Thiệt lắm mày đấy. Cứ làm đầy đủ đến một cái đã. Đừng gạn rồi. Rồi, ok. Đó sẽ là đĩa gỏi mực. Còn là đây, trong lúc anh em mình thưởng thức gỏi mực nhá, mình sẽ làm một cái nào, cho một đây. Wow, anh em làm bát sashimi đi. Sashimi à, tí nữa cái này cho vào đây để tí nữa anh em mình chén nhá, cho chín vào chén nhá. Nó quê luôn, quên nó su coi này đó. À, không, anh ơi, hôm nay em không ăn với cả chín su, đây là chín su, không phải xì dầu. Thế nên hôm nay em ăn nguyên chín rồi. À, ăn một tạt à? Ăn nguyên một tạt cho người ta ăn, nguyên một tạt ngon lắm. Còn mình sẽ thử món sashimi mực trước nha. Lạnh chưa? Ui, khá là lạnh rồi đấy. Đó. Đảo cho nó chiều cho nó lạnh. À, sashimi mực thì mình sẽ thử ăn giống như kiểu sashimi cá hồi. Đấy. Một miếng mực này, một miếng mực tươi này. Một lát dưa chuột này. Đó. Một lát cà rốt này. Cà rốt thì cà rốt em chế nhỉ lắm mà sao anh làm làm vụ đó. Làm ấy. Đấy nhá. Ấy. Đùa. Để chấm xì dầu một cặp đi. Cho em xin miếng đây, tạp quẩn cho mày. Không, em thích ăn cơ. Đấy, mình sẽ thử cho nào nữa một tạp anh. Tức có tay mà. Một tạp anh. Khá là thèm rồi. Mình nghĩ là mực mực ngon đấy. Tại vì bây giờ mình sẽ thử cho em xin một con thay. Bây giờ mình sẽ thử một miếng đầu tiên nhá. Miếng này lạnh này. Vì nếu mà mực mà không tươi ngon ấy thì chắc chắn là ăn sashimi và ăn kia nó sẽ không ngon, là nó sẽ không bao giờ ngon. Mực là phải mực tươi. Đó. Mời tất cả mọi người nhá. Đây cho mọi người xem lại này, đấy miếng sashimi của mình này, rất là mỏng nha. Ngon không anh nhỉ? Giòn lắm. Không có một tí tay nào luôn nhá. Ai à, ai à, ai à, ai à, ai à. Thôi không ạ. Ăn thử xem, người ta ăn cục to rồi. Em không bị ăn chín su rồi, mất đi. Không có một tí tay nào luôn. Mày ăn thì nó nhạt. Ui, sướng chưa? Sốc chưa? Sốc chưa? Ăn thì nó nhạt, rụt. Thế nào? Vị thế nào? Mà mày khỏi phải hỏi vị, mày sốc như thế thì làm sao mà biết được vị được? Phê, phê. Đấy, miếng thứ hai khỏi cúm luôn mọi người ạ. Khỏi cúm luôn. Miếng thứ hai mình ăn sashimi sẽ nhúng với chanh nhá. Miếng này mình sẽ ăn không ăn với rau củ quả nữa, để cho để cho nó nguyên chất, nguyên vị. Miếng thứ hai này mình ăn không luôn. Còn quấn mà. Chấm chanh. Ôi dồi.
Mọi người nhìn cái miếng sashimi là biết là nó độ tươi của nó như nào rồi nhá. Ăn ngon quá đấy anh nhỉ. Nó giòn, nó ngọt, ngon. Thực sự là lần đầu mình ăn gỏi cá mực á. Mọi người biết con mực mai ngon nhất ở đâu không? Đấy là chính là cái mai của nó đây này. Bây giờ mình sẽ cắt cái mai nó và cho vào lẩu nhá. À, mình phải chén cái miếng mình om từ lúc đấy. Mình ăn nguyên cái miếng mực này nha. Mình ngâm chanh. Chấm. Rồi. Ngon thiệt, ngon thiệt. Chật chật. Mát mát. Ngon. Cái giòn chật chật đúng không? Cái giòn chật chật đấy. Ngon. Cái mai ơi, hay là làm tí gỏi mai này. Cái mai nó là cái giòn nhất. Ôi đúng rồi đấy anh ơi. Anh thái ít mai ra làm gỏi đây. Mực mai là ngon nhất ở cái mai nhá mọi người nhá. Nên là mình sẽ thử ăn gỏi bằng anh. Mời lòng bạn nhà bác là khách không mời đến luôn. Tại vì món này hải sản mọi người ạ, ruồi thích. Đó. Nào, mọi người ơi. Nào, chén đi. Chén này. Lòng bạn này. Chén này. Đó. Làm tí mai nó không? Cái này phải nặng cho một cái canh không? Cái canh đó. Ui, giòn lắm mai lắm. Mọi người biết tại sao cái mai nó giòn không? Là vì nhá, khi bơi ở dưới nước ấy, là hai cái mai nó phải suốt. Đấy, kiểu nó hay hoạt động ấy thì cái mai nó sẽ rất là giòn. Ây da, ây da, ây da. Một miếng này. Mai ngon một lúc trên. Ui, có phải đảo đầu cái này không anh? Giảm lửa. Giảm lửa. Là dài. Ai miếng này nào, mở ra để cho mai vào. Cho em cả cái mấy nghìn nhỉ? Nó có nút, nó có riêng lắm. Đấy. Wow, đây. Mọi người xem quà. Đào đầu luôn. Thấy chưa? Phê chưa? Thấy độ phê của mực mai chưa? Nó xanh này. Trời ơi. Đấy, bây giờ nó mới hiện nguyên hình nhé. Lúc nãy nó trắng bây giờ ạ. Thâm rồi. Bây giờ mày mới nguyên như mình nè. Mực thì làm sao mà trắng được. Lõi mà trắng tôm. Rồi ok. Nào làm miếng. À đây. Từ lúc mình chưa thử cái miếng gọi là không chanh, không đường, không đá. À không chanh, không ngâm chanh. Mình phải ngâm chanh. Trắng như ngọc chim. Chỉ việc mút thôi. Đó. Đây là miếng mai nó nha mọi người nha. Mai. Miếng này đã. Mấy cái gần mai nó giòn lắm. Ui giòn. Đậu hổ người đây. Đâu mình cũng phải thử. Nó ăn cái miếng mai ngon quá. Đây là miếng mai của nó nhé mọi người nhá. À quên, thôi. Tại nhà mình à. Mình lộn trộn nên cắn không được nát mấy. Bộ ngá của mình à. Đúng là người ta bảo là mực mai. Gọi là mực mai, ngon nhất ở cái mai. Là đúng rồi ạ. Giòn. Con khổng lồ này. Mai nó đây này. Thì chín đâu. Nhưng mà xúc tu chắc chín rồi. Sẽ làm một miếng xúc tu tuyệt vời luôn. Wow. Cho em một miếng. Wow, đây. Tắt hay là nửa? Nửa thôi. Đấy. 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 Trời. Giòn không? Siêu giòn đúng không? Nhưng mà cái này không giòn bằng mai nữa đâu. Mai nó mới giòn. Thì nó ăn mai nó mới mọi người mới cảm nhận được độ giòn của nó như thế nào. Cái này phải chấm sốt chua cay. Đấy. Không cái gì ngon bằng hải sản tươi sống nha mọi người nhé. Cứ cái đồ tươi ấy,
là tuyệt vời. Anh cá nó muối mặn quá. Mực mai có một cái ngon nhất của nó là mình kết nhất là nó không bị mặn mặn như kiểu nó ở biển nhưng mà nó không có vị mặn của biển ấy. Mà nó có độ giòn, nó độ ngọt rất là ok, tuyệt vời. Bây giờ mình sẽ thử cái mài nó. Úi dạ, ai nó mới là ok. Ấy, thấy chưa? Mọi người thấy cái tiếng cắt chưa? Cái tiếng anh cắt ơi, chín kỹ gì đi. Chín rồi, chín quá kỹ rồi. Đây nhá, mực mai mực mai của mực mai. Em đợi cho nó sôi tí nữa. Giòn cơm cắt luôn. À, quên, cứ mải thổi, tại vì mình ăn mù tạt nó hay bị sốc. Thổi xong lại bảo là không bỏng. Anh em có nghe thấy tiếng gì không? Cật cật cật. Đâu, nghe. Ôi, nó chạy mất rồi. Ôi, chạy mất rồi. Nó vừa ở đây mà. Đấy. Đấy. Đúng rồi, cắt em. Đó. Tuyệt vời quá. Hay là cho ít nước chanh vào. Bắt bắt quả chanh vào đây một chấm. Trời chua, trời ngon. Giỏi lắm mọi người ạ. Mình sẽ thử cái xúc tu của nó lại dài hàng mét mà bây giờ nó chỉ còn thế này thôi nhá mọi người nhá. Ây da. Nó còn ạ. Đúng rồi, xin phép mọi người cầm tay cái. Ừ. Bỏng bỏng. Nó rồi. Nó có nhiều cái gai nhựa ấy. Phải không? Ừ. Anh chấm đi em miếng, em ăn rồi. Ừ. Chấm ăn. Không có hết được à? Ừ. Cái này nó dai dai hay hay. Cái này nó vừa giòn vừa dai, ăn rất là ngon đấy mọi người ạ. Mà nó bị tỉnh không ạ? Có gì không? Ăn bột quanh ấy. Ừ, mất. Đáng nghe lúc nãy làm sashimi, ăn xúc tu nó á. Ừ. Làm gỏi á. Xúc tu nó cháu nó vừa giòn vừa là ngon. Hay à. Giờ phải làm những sashimi nữa. Quá tuyệt vời. Mình chưa đang nghiện món sashimi. Dù là món gì. Mực chanh đi. Ủa, cái này là cái cống gì nè? Hả? Cái này nè. Cống gì? Cái cống hả? Đít nó à? Không, cái mồm cả. Mồm á? Wow. Này, mình chỉ muốn cầm cả miếng này gặm một phát thôi nhưng mà nó đang bỏng quá mọi người. Không, vẫn phải thực hiện được rồi. Úi dạ. Mắt, à? mắt nó còi. Chọc vào mắt nó. Còn tên nó phụ kệ. Wow. Từ từ. Phải lấy tinh thần đã chấm cái đã. Ừ, đây đây đây. Cắn đứt đi. Ui da. Ui da. Ui da. Wow. Ừ, bỏng. Bỏng thế. Chưa bắn. Bỏng. Ờ, sốc. Đây, sashimi của mình đây.